Kính chào quý vị, chào các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Trong chương trình hôm nay, đài chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn cán bộ quản lý lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về thăm Hải Hậu. Công bố quyết định thành lập các xã thị trấn sau sáp nhập. Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025, tuyên dương giáo viên học sinh đạt thành tích cao trong năm học. Đội cảnh sát giao thông công an huyện tuyên truyền an toàn giao thông, xe đưa đón học sinh, trường mầm non Chân Trời Mới. Khai mạc và thi đấu giải vô địch bóng chuyền hơi nữ năm 2024. Và một số tin tức đáng chú ý khác. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự chi bộ 10 năm xã Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định học và làm theo Bác. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 27 tháng 8 tại huyện Hải Hậu, đoàn cán bộ quản lý lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hậu. Dự hội nghị có đồng chí Tiến sĩ Trần Đại Hải, Phó trưởng ban hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, đại diện 15 đồng chí cán bộ quản lý lãnh đạo cấp huyện của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng chí Xúc Xôm Phan Kéo Mi Say, Bí thư huyện ủy, huyện trưởng huyện Quân, tỉnh Hùa Phăm làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn về phía lãnh đạo huyện Hải Hậu có các đồng chí Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Vinh Dự, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện một số phòng ban liên quan. Tóm tắt về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu đô thị văn minh của huyện Hải Hậu, các đồng chí lãnh đạo huyện Hải Hậu cho biết về cơ sở vật chất đã đảm bảo đồng bộ kết nối, đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người 8 tháng đầu năm 2024 đạt 87 triệu đồng trở lên, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 1%, đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, duy trì bệnh viện đa khoa huyện đạt tiêu chuẩn loại 2. Tiếp tục duy trì 46 năm liên tục là điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước, phong trào văn hóa thể thao rộng khắp, chất lượng giáo dục của huyện luôn ở top đầu của tỉnh, 24 trên 24 xã thị trấn đạt và cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đô thị văn minh, huyện Hải Hậu đạt và cơ bản đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đoàn cũng trao đổi và tìm hiểu về cách làm và việc bố trí cán bộ sau sắp xếp, sáp nhập xã thị trấn của huyện Hải Hậu, phương pháp cách làm trong công tác giảm nghèo bền vững, kinh nghiệm về quản lý tham mưu, phối hợp, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch của địa phương, một số thách thức thực tiễn của địa phương trong đào tạo và phát triển năng lực công chức trong bối cảnh số hóa để thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy mong rằng qua chuyến đi này, cán bộ và nhân dân huyện Hải Hậu được tìm hiểu thêm về đất nước Lào và đoàn công tác của nước bạn Lào sẽ tìm hiểu thêm về mảnh đất con người Hải Hậu, qua đó góp phần củng cố hơn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam và Lào. Đồng thời, đồng chí mong rằng đảng và nhà nước nhân dân Lào sẽ tạo điều kiện để nhân dân Việt Nam được học tập, lao động trên đất nước Lào. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hải Hậu mong rằng qua chuyến thăm này, đoàn cán bộ quản lý lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đất nước mình. Thay mặt đoàn cán bộ quản lý lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bày tỏ niềm vinh dự được tới thăm và học tập kinh nghiệm tại huyện Hải Hậu. Đồng chí bày tỏ lời cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp chu đáo của cán bộ và nhân dân huyện Hải Hậu đã dành cho đoàn. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí gửi lời chúc tới huyện Hải Hậu và nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Cũng trong chương trình, đoàn đã thăm mô hình một cửa của huyện Hải Hậu, thăm bảo tàng cầu ngói Chùa Lương, làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ xã Hải Minh. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 22 tháng 8 tại hội trường thị trấn Cồn, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Cồn và chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Cồn khi hợp nhất. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Minh Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện. Các đồng chí huyện ủy viên phụ trách địa phương, thành viên Ban chỉ đạo huyện về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và đội ngũ cán bộ công chức thị trấn Cồn, xã Hải Lý và xã Hải Chính.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các quyết định số 1513 của huyện ủy Hải Hậu về việc thành lập Đảng bộ thị trấn Cồn mới trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Hải Chính, Đảng bộ xã Hải Lý và Đảng bộ thị trấn Cồn cũ, gồm 798 đảng viên sinh hoạt ở 41 chi bộ trực thuộc. Quyết định số 1518 của huyện ủy Hải Hậu về việc chỉ định ban chấp hành gồm 37 đồng chí, ban thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Lân giữ chức vụ bí thư đảng ủy và 6 phó bí thư đảng ủy thị trấn Cồn mới, nhiệm kỳ 2020-2025. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, sắp xếp các đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước với mục tiêu nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng lợi thế của các địa phương, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xác định công tác sắp xếp các đơn vị hành chính là công việc khó, phức tạp, ảnh hưởng và tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và đời sống của nhân dân. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ của tỉnh và huyện, đồng chí Bí thư huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực cố gắng, những kết quả nổi bật trong việc sắp xếp đơn vị hành chính của thị trấn Cồn, xã Hải Lý và xã Hải Chính. Để thực hiện kịp thời hiệu quả nghị quyết số 1104, đề án thành lập đảng bộ và phương án nhân sự đã công bố, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị đảng ủy, ban thường vụ, đồng chí bí thư, các đồng chí phó bí thư được chỉ định cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tiếp tục tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ về ý nghĩa tầm quan trọng của việc thành lập thị trấn Cồn mới với diện mạo mới, thế mạnh sẵn có cùng với những quy hoạch tương lai sẽ đánh thức những tiềm năng phát triển rất lớn để phát triển xứng tầm thị trấn. Kịp thời nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình dư luận, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Sau sắp xếp sáp nhập, nhất là việc bố trí vị trí công việc và việc giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức bị tác động do sắp xếp sáp nhập. Định hướng giải thích kịp thời những băn khoăn thắc mắc, nâng cao kỷ luật đảng, những điều đảng viên không được làm, kỷ luật phát ngôn, tránh tư tưởng bè phái cục bộ địa phương gây mất đoàn kết, ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trấn. Hai là yêu cầu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban tổ chức, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn thị trấn tập trung thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, gắn với thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đơn vị xã theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh huyện. Phòng Nội vụ, Bảo hiểm xã hội huyện và các phòng ban hướng dẫn làm hồ sơ thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ở các địa phương có cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định. Ba là, ngay sau hội nghị, thị trấn Cồn khẩn trương tổ chức thực hiện công tác sắp xếp, triển khai đầy đủ nghiêm túc các nội dung công việc theo kế hoạch của huyện, hướng dẫn của phòng, ban, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục bình thường, hiệu lực hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị, không làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Sau khi công bố các quyết định, Đảng ủy thị trấn Cồn mới đi vào làm, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, ra soát, chuẩn bị các thủ tục để bàn giao tổ chức đảng, đảng viên, bàn giao tài liệu, tài chính, con dấu, tài sản theo quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, có phương án sử dụng tài sản của đơn vị sau sắp xếp hiệu quả, tránh lãng phí. Chuẩn bị quy trình nhân sự và tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân sẽ họp vào sáng ngày 1 tháng 9 năm 2024 để bầu ra các chức danh chính quyền, sớm ổn định hoạt động tổ chức, địa điểm, phòng làm việc, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Công an huyện chỉ đạo công an thị trấn trong quá trình sáp nhập chú ý bảo đảm tốt an ninh trật tự, không để phát sinh các tình huống phức tạp. Với truyền thống đoàn kết và cùng chung khát vọng hùng cường, đồng chí Bí thư huyện ủy bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Cồn mới sẽ tiếp tục chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn ban đầu, vì diện mạo mới, tương lai mới, xây dựng thị trấn Cồn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chiều ngày 22 tháng 8, Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Hải Hưng mới và chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Hưng khi hợp nhất. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Hưng, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đặng Quốc Chiến, Thường vụ huyện ủy, Trưởng Công an huyện, đồng chí Nguyễn Văn Long, Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, các đồng chí huyện ủy viên phụ trách địa phương, thành viên Ban chỉ đạo huyện về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ, bí thư các chi bộ,
trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận và đội ngũ cán bộ công chức xã Hải Hưng, xã Hải Thanh và xã Hải Hà. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các quyết định số 1510 của huyện ủy Hải Hậu về việc thành lập Đảng bộ xã Hải Hưng mới trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Hải Thanh, Đảng bộ xã Hải Hưng cũ và Đảng bộ xã Hải Hà, gồm 1.295 đảng viên sinh hoạt ở 50 chi bộ trực thuộc. Quyết định số 1515 của huyện ủy Hải Hậu về việc chỉ định ban chấp hành gồm 31 đồng chí, ban thường vụ gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Hiền giữ chức vụ bí thư đảng ủy và 3 phó bí thư đảng ủy xã Hải Hưng mới, nhiệm kỳ 2020-2025. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy nhấn mạnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy yêu cầu Đảng bộ xã Hải Hưng mới khẩn trương tổ chức, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, đó là đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao hơn trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân khi tổ chức thực hiện nghị quyết số 1104 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp, quản lý giám sát cán bộ công chức, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ đảng bộ, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc. Tiếp tục quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo đảng bộ không cục bộ, vùng miền, bè phái. Làm tốt công tác tư tưởng, phối hợp làm tốt công tác chính sách cho cán bộ công chức. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025, tuyên dương giáo viên học sinh đạt thành tích cao trong năm học. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Cao Xuân Hùng, nhà giáo ưu tú, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đồng chí Trần Minh Hải, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Trần Thế Anh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Hương Hải Hậu tại Hà Nội. Năm học 2023-2024 thực hiện chủ đề đoàn kết kỷ cương sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập. Ngành giáo dục và đào tạo huyện, trong đó có 103 trường với 2.999 viên chức, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã nêu cao tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học. Đến nay, toàn huyện có 92 trên 103, đạt 89,3% trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, cấp độ 2 là 35 đơn vị, cấp độ 3 là 57 đơn vị. 100% trường được công nhận chuẩn quốc gia lần đầu, có 102 trên 103 trường được công nhận chuẩn xanh sạch đẹp an toàn. 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở đạt tiêu chí chuyển đổi số trong trường học theo bộ tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt được thực hiện tại 103 trên 103 trường. Chất lượng giáo dục tiếp tục được củng cố, duy trì vững chắc. Trên cơ sở kết quả phong trào thi đua năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ cho 3 tập thể, tặng bằng khen cho 6 tập thể và 18 cá nhân, công nhận 14 tập thể lao động xuất sắc. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 6 tập thể và 33 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện công nhận 81 tập thể lao động tiên tiến và nhiều tập thể cá nhân được tặng giấy khen. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thế Anh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, biểu dương các kết quả đã đạt được của ngành giáo dục và đào tạo huyện trong năm học 2023-2024. Bước sang năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo tập trung chủ đề năm học
kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng. Cũng là năm học triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cả 3 lớp cuối cấp và đổi mới thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị ngành giáo dục và đào tạo huyện thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là công tác chỉ đạo điều hành, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện về giáo dục và đào tạo, triển khai thực hiện đề án đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Hai là đối với các nhà trường, cần xây dựng trường học dân chủ, văn hóa và lành mạnh. Trường học phải đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, an toàn cho thầy và trò, đoàn kết nội bộ, phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh thực phẩm, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho năm học mới. Cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh cần chú trọng hướng dẫn, giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh được học và phát triển toàn diện. Tăng cường bồi dưỡng chất lượng đội ngũ như thông qua tập huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát huy được phẩm chất và năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh. 3. Là đối với phòng giáo dục và đào tạo, thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo và hướng dẫn các nhà trường về mọi mặt công tác, như chỉ đạo phối hợp để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên, học sinh, chỉ đạo hướng dẫn các trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra. Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thi cấp tỉnh, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong ngành giáo dục và đào tạo. 4. Là đối với các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tổ chức khai giảng năm học mới trang trọng, tạo không khí phấn khởi cho cán bộ giáo viên và học sinh bước vào năm học mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả về đề án đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, đảm bảo cơ sở vật chất như phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng và trang thiết bị phục vụ dạy và học để đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tại hội nghị đã tuyên dương giáo viên học sinh đạt thành tích cao năm học 2023-2024. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giải bóng đá thanh niên khối cơ quan doanh nghiệp các trường trung học phổ thông được tổ chức khai mạc từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. Về dự theo dõi cổ vũ và tặng hoa cờ lưu niệm có đồng chí Vũ Văn Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Sơn, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện cùng đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định. Giải bóng đá thanh niên lần này có sự tham gia của 9 đơn vị đến từ các chi đoàn cơ quan doanh nghiệp, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Hải Hậu. Giải đã trở thành phong trào thường niên, uy tín và là sân chơi giao lưu bổ ích của chi đoàn thanh niên các đơn vị trong huyện. Cùng với các môn thể thao khác, môn bóng đá thu hút khá đông các khán giả tới theo dõi cổ vũ. Trong ngày khai mạc đã diễn ra 2 trận đấu, đội bóng chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu và trường trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu. Đội liên chi đoàn khối Ủy ban nhân dân huyện gặp chi đoàn phòng khám Đình Cự. Trong tiếng hò reo cổ vũ từ các cổ động viên, các trận đấu diễn ra sôi nổi, nhiều pha bóng kịch tính hấp dẫn. Các cầu thủ đã đem đến cho khán giả những đường bóng đẹp mắt và rất chuyên nghiệp. Giải diễn ra từ 17 giờ đến 18 giờ các ngày từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8. Trận bán kết vào ngày 30 tháng 8 và chung kết tranh 3-4 từ 8 giờ đến 9 giờ ngày mùng 2 tháng 9. Chiều ngày 25 tháng 8, đội cảnh sát giao thông công an huyện phối hợp với hệ thống mầm non Chân Trời Mới Hải Hậu tổ chức tuyên truyền tập huấn an toàn giao thông, an toàn khi đưa đón trẻ bằng xe đưa đón. Đồng chí Trung tá Vũ Đức Đạt, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện đã về dự và trực tiếp truyền đạt. Tại buổi tập huấn, hơn 100 cán bộ, giáo viên và nhân viên của 4 cơ sở hệ thống mầm non Chân Trời Mới Hải Hậu đã được đồng chí đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện tuyên truyền về thực trạng tai nạn giao thông hiện nay trên địa bàn huyện nói riêng và cả nước nói chung, nhất là với đối tượng học sinh và trẻ em được phụ huynh đưa đón. Đồng thời cũng nêu ra các nguyên nhân và cảnh báo tai nạn khi tham gia giao thông.
Thực tế cho thấy, gia đình và cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông và giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ, người dân tham gia giao thông là tấm gương trong việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Cha mẹ hướng dẫn trẻ các kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông và tạo điều kiện để trẻ thực hành trong cuộc sống. Cộng đồng tạo môi trường giao thông trật tự an toàn, văn minh, thân thiện, từng bước xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện dẫn tới vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Cha mẹ khi đưa con đến trường bằng xe máy phải thực hiện đúng luật giao thông. Cả người điều khiển và người ngồi sau xe máy, xe đạp điện đều phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, có cài quai đúng quy cách. Ngay sau buổi tuyên truyền, đồng chí đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện đã trình chiếu các video clip một số vụ tai nạn giao thông thường gặp và giao lưu đặt câu hỏi với cán bộ giáo viên nhà trường, đồng thời hướng dẫn kỹ năng thực hành đảm bảo an toàn xe đưa đón cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hệ thống mầm non Chân Trời Mới Hải Hậu. Cũng nhân dịp này, hệ thống mầm non Chân Trời Mới Hải Hậu tổ chức hội thi thiết kế đồ dùng, thiết bị dạy học dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hệ thống năm 2024 nhằm tạo sân chơi thú vị bổ ích, khuyến khích giáo viên không ngừng học tập, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Sáng ngày 26 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện long trọng tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi nữ năm 2024. Đồng chí Lê Thị Thúy Nhài, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đỗ Thanh Hưng, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Phó trưởng ban tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao truyền thống huyện và các đồng chí Thường vụ Huyện ủy cùng các nhà tài trợ đã về dự tặng hoa chúc mừng. Tham gia giải bóng chuyền hơi nữ năm 2024 huyện Hải Hậu có 16 đội thi đấu được chia làm 4 bảng gồm các xã Hải Phương, Hải Minh, thị trấn Tịnh Long, Hải Xuân, Hải An, Hải Hưng, thị trấn Cồn, Hải Tây, Hải Sơn, thị trấn Yên Định, Hải Phú, Hải Hòa, Hải Nam, Hải Anh, Hải Cường và xã Hải Thanh. Giải sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8 năm 2024 tại nhà thi đấu huyện theo hình thức đấu bảng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích. Sau khi thi đấu vòng tròn tại 4 bảng, các đội nhất nhì của 4 bảng sẽ vào đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Ngay sau trận chung kết, ban tổ chức sẽ bế mạc và trao giải. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu hết sức kịch tính và đẹp mắt giữa đội thị trấn Thịnh Long với đội xã Hải Xuân và đội xã Hải Phương với đội xã Hải Minh, thu hút sự theo dõi hò reo cổ vũ của đông đảo cổ động viên. Thông qua giải đấu nhằm tạo điều kiện cho trẻ em phụ nữ giao lưu học hỏi, xây dựng đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong công việc, đồng thời nâng cao sức khỏe, khơi dậy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, từ đó quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Sau 4 ngày thi đấu liên tục, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng chuyền hơi nữ xã Hải Xuân, giải nhì cho đội bóng chuyền hơi nữ thị trấn Thịnh Long, hai giải ba cho đội bóng chuyền hơi nữ xã Hải An và Hải Hưng. Giải khuyến khích được trao cho 4 đội Hải Thanh, Hải Phương, thị trấn Yên Định, Hải Minh. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nếp nghĩ, cách làm sáng tạo thiết thực của người dân xóm 15 xã Hải Trung. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống kinh tế văn hóa xã hội ngày càng được nâng lên, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp, nhân dân đoàn kết tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Xóm 15 xã Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định hiện có 163 hộ với 420 nhân khẩu. Chi bộ có 41 đảng viên. Hàng tháng, chi bộ thực hiện nghiêm quy định sinh hoạt, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ 15 đã tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến toàn thể đảng viên, ban công tác mặt trận, các đoàn thể, đưa nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép vào các buổi họp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân xóm. Bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và quy ước xóm để mọi người thực hiện. Gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các chương trình an sinh xã hội. Để đạt được cái kết quả chỉ thị này thì theo suy nghĩ của chúng tôi, các cụ có câu là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà yếu tố nhân hòa là yếu tố quyết định, vì nhân hòa đây là con người. Nhân hòa đây là sự đoàn kết, là sự đồng lòng, là sự chung tay xây dựng. Thì đến nay, từ cái đồng hòa nhân hòa đó, nên kết quả hôm nay đến bộ mặt nông thôn như ở xóm 15 chúng tôi, nếu như con em đi xa về, phải thấy rằng thay ra đổi thịt. Và mọi người đều thấy rằng đó là một cái điều hết sức phấn khởi và cùng có chung tay đóng góp với lại cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm 15. Để nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, chi bộ 15 xã Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định đã họp thảo luận và ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, xóm văn hóa kiểu mẫu tiêu biểu, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng tập thể, từng cán bộ, đảng viên và các đoàn thể chính trị xã hội. Cụ thể, như chi hội phụ nữ đảm nhận chăm sóc tuyến đường hoa và vận động nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế, chi hội cựu chiến binh đảm nhận chỉnh trang khuôn viên gia đình, khu dân cư, chi đoàn thanh niên đảm nhận chăm sóc tuyến đường hàng cây thanh niên, hội nông dân đảm nhận phân loại rác thải và vườn kiểu mẫu, hội người cao tuổi với phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, chi bộ xóm vận động nhân dân trong xóm đóng góp công sức, vật chất xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Mọi việc từ huy động sức dân đóng góp tiền, ngày công, vận động hiến đất đều được đưa ra bàn bạc theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng lợi. Nhiều hộ gia đình thấm nhuần lời dạy của Bác, luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn. Hiện nay, đường giao thông, đường nội đồng trong xóm cơ bản được bê tông sạch đẹp, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi. Tỷ lệ người dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện cao đạt 99,5%, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 99%. Xóm đã đầu tư trên 160 triệu đồng để mua sắm thiết bị, sửa chữa tường bao nhà văn hóa, mua sắm dụng cụ thể thao 8 món và bàn bóng bàn, lắp đặt 74 cột đèn LED, 30 camera giám sát an ninh trị giá trên 320 triệu đồng. Bà con nhân dân thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc đường hoa cây xanh, chỉnh trang khuôn viên gia đình, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Xóm có tuyến đường hoa kiểu mẫu dài trên 1 km và 50 cây bóng mát với kinh phí gần 60 triệu đồng. Từ những việc làm cụ thể, năm 2022, xóm được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giấy khen công nhận xóm văn hóa 5 năm liên tục 2018-2022. Chia sẻ về kinh nghiệm vận động nhân dân đóng góp xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu và xóm văn hóa kiểu mẫu tiêu biểu, đồng chí Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư chi bộ 15 xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, Nam Định khẳng định: trong triển khai thực hiện các công việc, chúng tôi luôn công khai, dân chủ, lấy ý kiến của đảng viên, nhân dân và các khoản chi tiêu nên người dân đồng thuận, đồng thời chỉ đạo các đảng viên vận động gia đình, gương mẫu thực hiện để nhân dân noi theo, nên người dân tích cực hưởng ứng. Có được điều này là nhờ chi bộ đã làm tốt vai trò cầu nối giữa đảng với nhân dân, chi bộ đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và xóm văn hóa kiểu mẫu tiêu biểu. Về thời gian tới thì xóm chúng tôi cũng tiếp tục là chỉnh trang lại một số cái tiêu chí và nâng cấp một số cái tiêu chí khó để chúng tôi tiếp tục là có hướng phấn đấu. Đến giai đoạn tới là chúng tôi tiếp tục duy trì xóm văn hóa kiểu mẫu tiêu biểu và tiếp tục là làm một số các tiêu chí trong cái bộ tiêu chí mà mới đây là quy định thêm một số cái tiêu chí. Với những biện pháp cách làm thiết thực, hiệu quả, chi bộ 15 xã Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định luôn có được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của xóm ngày càng phát triển. Chi bộ nhiều năm liền giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, được Đảng bộ xã Hải Trung đánh giá cao, nhiều lần được Huyện ủy Hải Hậu khen thưởng.
Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.